Video clip ngày hôm nay, mình sẽ không hướng dẫn các bạn chi tiết cụ thể tính năng phát trực tiếp như thế nào. Nhưng từ góc nhìn của thuật toán, mình sẽ cho các bạn thấy YouTube đo đếm tương tác và phân phối nội dung phát trực tiếp của các bạn đến với khán giả ra sao. Sau khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ tự biết có nên phát trực tiếp ở trên kênh hay không và phát trực tiếp như thế nào. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Đồng thời cũng là nơi HandyFan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Clip nào cũng công chiếu hết à hay sao? Hồi xưa là clip nào cũng công chiếu á. Thế bây giờ lâu lâu mới công chiếu à hay sao? Bây giờ chắc để bình thường quá chứ không để công chiếu nữa. Bây giờ toàn để bình thường. Tại sao vậy? Dạ. Yeah. Tại sao không công chiếu? Chắc tại mất khán giả rồi, nhà anh đi hết rồi. Công chiếu cũng hay mà, công chiếu em mới tương tác được với khán giả chứ. Dạ. Yeah. Thế em có livestream chưa? Livestream bao giờ? Dạ không, không có, chưa có livestream bao giờ. Livestream đi. Livestream tốt cho kênh hả? Livestream nó tích lũy được nhiều thời gian xem mà. Anh thấy các bạn Việt Nam cứ tư duy YouTube nó giống như truyền hình nhỉ. YouTube nó cái điểm khác biệt lớn nhất so với truyền hình là nó có sự tương tác với khán giả. Khán giả nó xem YouTube mà nó không xem truyền hình là lý do, một trong những lý do người ta được bình luận, rồi người ta được tham gia vào trong kênh, trong video thì mình tạo thêm điều kiện cho người ta tham gia. Dạ. Yeah. Người ta càng tham gia sâu thì người ta càng dính mạnh nghiện, em hiểu không? Dạ. Yeah. Lần trước mà đã gọi là bình luận cái gì mà được lên, được chủ kênh sướng tên, đọc tên, đọc bình luận của mình nó sướng, nên sao lại muốn vào xem tiếp để được như thế tiếp, em hiểu không? Cho nên cố gắng xem thử, bắt đầu công chiếu rồi livestream các kiểu đi, tận dụng hết súng đạn YouTube cho đi. Dạ. Yeah. Tại mình nghĩ coi livestream thì chất lượng video nó sẽ không bằng mình để edit xong rồi mình đăng. À, em có thể livestream về bất cứ mà cái gì, em hiểu không? Chứ đâu phải là cứ livestream là tương tác với khán giả. Chứ không cần phải nhất thiết là livestream để là làm nội dung. Em hiểu không? Nhất là để tích lũy thêm thời gian xem để tăng rank cho kênh. Tích lũy cái YouTube nó đo lường cái sự mức độ tương tác của khán giả mà tương tác trên livestream thì cực mạnh hơn so với tương tác ở trên video theo yêu cầu bình thường này nhiều. Dạ. Yeah. Ví dụ là livestream xong rồi nha, hết đợt livestream đó mình để khoảng vài ngày để mình ẩn đi đúng không? Em thích ẩn được mà, em thích để cũng được. Dạ, yeah, để em sợ nhiều quá bị loãng kênh đó chứ không bị. Chả có ai mà loãng cả. Em cứ, yeah. Em cứ tưởng tượng cái sự xem của khán giả như giống như mình xem. Chà, cái số lượng mà người mà bấm vào kênh em để xem có những video gì, xong rồi lướt hết các video của kênh em để xem rất là ít. Cái số lượng này cực kỳ ít. Mà những người đã như thế thì đã là fan cứng rồi, mình cũng sợ mất, cũng sợ loãng gì hết. Nói không? Con khán đối với khán giả là người ta chỉ mở YouTube ra và trang chủ có cái gì, người ta chỉ scroll qua. Trên trang chủ của người ta có hàng trăm kênh, hàng ngàn kênh, người ta cứ scroll qua thuật toán đề xuất cái gì là người ta xem cái đó à. À, dạ. Yeah. Chứ còn cái luồng livestream của em rồi người ta không đề xuất lên nữa thì người ta đâu có nhìn thấy. Những khán giả gọi là phần lớn khán giả của em người ta đâu có nhìn thấy. Mà chỉ là chỉ có những người mà như em nói vào sẽ để xem trong kênh em có những video gì, xong rồi người ta thấy loãng, trong đó người ta chỉ xem những video theo yêu cầu, còn luồng trực tiếp người ta không xem, ít lắm. Mà những người đã làm đến cái bước đấy là mình yên tâm tin tưởng là clip nào người ta cũng xem. Dạ. Đúng không? Cái, đúng rồi. Những cái đội fan cứng đấy là những cái đội mà mình hoàn toàn tin tưởng là mình up clip nhắc clip lên là sẽ có view đối với những người đấy.
Hèn chi em coi lúc mà đăng video chỉ có khoảng 20% là subscriber xem hả? Còn lại là 80% là bên ngoài. Nó không, chưa có sắp. Hầu hết là như thế, tỷ lệ mà thường từ bên ngoài là 70-80% mà. Dạ. Yeah. Càng ít càng tốt. Cái tỷ lệ để càng ít càng tốt, cái tỷ lệ mà ở bên trong càng nhiều càng tốt. Dạ đúng rồi. Đúng không? Không biết làm sao để tăng được cái tỷ lệ đó. Với lại vấn đề thứ hai nữa là livestream thường nó hơi dài, thường nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng là em chỉ cho mấy bạn MC này này lên gọi là hôm nay livestream giao lưu với khán giả thôi. Dạ. Em hiểu không? Khán giả hỏi gì đáp nấy xong rồi gọi là thì mình như thế thì mạnh thì mình mới hiểu được là khán giả mình muốn cái gì. Chứ đừng mình đỡ phải nghĩ, mình đỡ phải nghĩ là hôm nay đi quay cái gì ở đâu. Dạ. Yeah. Đúng không? Để bữa nay em livestream. Hồi xưa các bạn mà gọi là làm kênh để cho đủ mà chưa đủ điều kiện 4.000 giờ xem, 1.000 sắp là một trong những tuyệt chiêu để đủ 4.000 giờ xem là livestream này. Em biết cái đấy không? Thấy chưa, em chưa biết. Ồ, livestream nhưng mà phải có người xem mới được 4.000 giờ xem chứ thôi. Ôi ơi, kể cả người ta mới được cũng tại vì cái khán giả nó rất thích xem trực tiếp, rất thích tương tác trực tiếp, cho nên là chỉ cần người ta có một vài trăm sub thôi à là lên livestream là giống như Việt Nam em thấy livestream ở trên Facebook thôi mà cũng đã mình những gọi là những người không phải sản xuất nội dung mà gọi là người bình thường thôi. Đúng không? Bạn bè ở trên Facebook mới chỉ có khoảng bao nhiêu? Một vài trăm người chẳng hạn, xong rồi đi ăn vào quán ăn ngồi livestream thôi, chả làm nội dung như cả chỉ livestream để nói chuyện với bạn bè thôi mà đã bao nhiêu người vào xem rồi. Đúng không? Huống hồ là sản xuất nội dung ở trên kênh YouTube chỉ cần có khoảng vài trăm khán giả thôi, lên livestream là có người xem mà. Mà giữ chân khán giả rất lâu tại vì nói chuyện với nhau mà dân Việt Nam mình thích buôn chuyện mà. Thích tám mà. Mà càng tương tác nhiều vậy thì càng tốt cho kênh đúng không? Chứ còn gì nữa. Còn tất nhiên là nếu mà sau luôn livestream đấy rồi mà em xóa đi thì những cái tương tác đấy YouTube nó không tính. À. Thời gian xem thì không được tính. Thời gian xem không được tính, những cái like với cả những cái comment của người ta không được tính, bị mất. Nhưng mà thì cũng được. Nếu em thích thì em có thể làm như thế, nhưng mà như thế thì em vẫn được là cái sự tương tác với khán giả, cái đấy thì không thể mất được. Cái đấy không phải là ảo, cái đấy là thật. Em hiểu không? Cái sự gắn kết của khán giả với cái thương hiệu, cái logo của em cái kia nó là thật. Không bao giờ mất được. Còn ẩn đi thì nó có tính không anh? Còn ẩn đi thì đương nhiên là không. À, ẩn đi hả? Ẩn đi cũng không. Ẩn đi. Graphic hả? Ẩn đi không tính nhưng mà ẩn đi nói chung là nó cũng yếu hơn ấy. Giống như anh thấy nó không nói, nhưng mà giống như anh thấy ví dụ như nó tính 4.000 giờ xem mà ngăn sắp là nó luôn luôn nói rõ là 4.000 giờ xem trên các video công khai. Cái câu đấy là ở Việt Nam anh thấy lúc nào các bạn làm YouTube ở Việt Nam không nói cái khúc sau. 4.000 giờ xem trên các video công khai, cho nên là hay có chiêu là react cho đủ giờ xem đủ sub xong rồi ẩn video đi, đâu có được bật kiếm tiền đâu. Xong rồi vẫn không hiểu tại sao, tại vì video công khai. Với lại vấn đề thứ hai nữa là như này này, cái thuật toán của YouTube nó rất là khôn, em hiểu không? Cái trực tiếp của em cứ nghĩ là nếu mà mình để luôn trực tiếp với khán giả nhìn thấy người ta không click vào xem ấy. Vấn đề của YouTube nó không đơn giản như mình nghĩ như vậy. Nó biết như này, nó biết thứ nhất là cái luồng trực tiếp này ấy, thì nó sẽ đề xuất đến cho những người nào hay xem luồng trực tiếp, chứ nó không đề xuất về cho những người mà không xem luồng trực tiếp. Anh nói không? Đấy là nó đề xuất cho những người hay xem luồng trực tiếp là một này, nó đề xuất cho những người mà gọi là fan cứng của kênh là hai này. Mặc dù là em phát trực tiếp từ buổi trưa chẳng hạn, nhưng mà đến tối người ta nhìn thấy thì người ta vẫn đề xuất để cho người đó nhìn thấy. Rồi nó đề xuất cho những người có phiên xem dài này, hành vi của khán giả mà. Dạ. Tại vì luôn trực tiếp thường cận cả tiếng đồng hồ lận, thì nó sẽ biết cái khán giả này thường xem video, thường
tại vì ví dụ như có những người mà ví dụ như xem YouTube bằng YouTube TV chẳng hạn ấy, tối về ngồi ăn cơm xong rồi bật lên, bật TV lên, bật YouTube lên xem YouTube TV. Ở bên ví dụ như bên Canada với Mỹ này ấy, là YouTube TV bây giờ đang gọi là phổ biến hơn cả TV bình thường rồi, em hiểu không? Người ta cắt truyền hình cáp đi, chỉ có dùng mỗi YouTube TV thôi. Đấy, người ta bật lên, người ta ngồi ăn cơm, người ta xem, người ta cả tiếng đồng hồ, đâu có chuyển kênh, đâu có tìm kiếm, với đâu có gạt ghiếc gì đâu. Em hiểu không? Cho nên là thuật toán nó tự tìm, nó đề xuất đến những người như thế. Chứ đâu mình đâu có phải lo là ẩn đi, tại vì người ta không xem đâu. Còn tất nhiên nếu em thích ẩn thì cũng được thôi, thì cái gọi là cái ấn tượng thương hiệu ở trong đầu khán giả nó vẫn còn đấy, chả mất đi đâu được cả. Nhưng mà đấy thì lại phải quay lại cái bài toán là em phải chú ý build thương hiệu. Em hiểu rồi.